Chào bà con và các bạn. Giờ thời điểm này là 5:20. Chúng tôi có mặt tại ấp Tân Lợi B, xã Tại An Hương Nam, huyện Đầm Dơi. Tại nhà một hộ dân đang nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp với cua. Hiện tại bà con ở nơi đây đang thả nuôi tôm sú với cua rất có hiệu quả. Con bây giờ anh em mình mới đi thăm tôm thực tế nha bà con. Đây nghe rồi đây. Xích chiều trong. Khoan khoan đang đúng. Bỏ luôn dép ra đi. Đó, anh ngồi đó đi, ngồi đó, ở đúng rồi, ở đó. Ngồi. Thì cỡ này mới được nè, rồi. Cẩn thận nghe. Rồi không sao đâu. Nó trơn lắm. Mời bà con và các bạn cùng chúng tôi trải nghiệm thực tế và nghe chỗ anh Vĩnh sẽ chia sẻ về cái kỹ thuật nuôi tại cái vuông của anh. Nếu cái nào mà bà con áp dụng được thì chúng ta cùng áp dụng để mình nâng cao được cái năng suất trong cái vụ nuôi tôm của mình. Mời bà con và các bạn mình cùng theo dõi nha. Vuông này của mình rộng không anh Vĩnh hả? Vuông mình ăn 3 hectare anh. Ở đây thì tổng là nó 5,5 hectare mà em chia ra làm 2 miếng vuông. Em chia 2 miếng, một miếng tương đương khoảng cả gần 3 hectare đó. Rồi hôm nay nè mình đi thăm là chỉ một miếng thôi phải không? Mình đến đây thăm một miếng à. Ở cái vuông nuôi của mình hiện nay là mình thả cái giống tôm xuống nào vậy anh? Em hiện tại bây giờ là em đang thả con dâu quá 79 anh. Khoảng 3 năm rồi. Em từ lúc em làm với 79 là em nuôi về, em biết 79 em nuôi á là 3 năm rồi. Là em theo 79 luôn, em không có trước đây thì em thay đổi nhiều giống lắm. Địa phương có, rồi miền Trung có ha, rồi năm căn, hợp tác xã nói chung là nhiều giống. Thì sau này khi em có cái duyên em gặp được con 79 á, em thấy nó hiệu quả thôi thì em mới chuyển qua 79 mình tới giờ. Đối với con tôm 79 này theo anh đánh giá nó cái hiệu quả nó là nó hiệu quả về cái mặt nào ha? Theo bản thân em ha, theo kinh nghiệm bản thân em á, thì cái con tôm 79 này nó hiệu quả là nó nhanh lớn. Nó nhanh lớn so với những con tôm địa phương hay những con tôm trước đây em thả. Xây lớn nó khả năng mình nuôi về được khoảng cỡ 10 con, 11 con. Thậm chí nếu mà nó lên tới khoảng cỡ chừng 5 con, 6 con ký cũng có anh. Mà 5, 6 con thì nó hơi ít. Cái thời gian nuôi của nó lâu không anh ha? Theo em thấy thì thời gian của con 79 này nuôi, nếu như mà anh em bắt muốn bắt xây cỡ chừng 25 con thì em nghĩ chắc có vô tầm 2 tháng rưỡi đi vô 25 con rồi. Còn nếu như mà em ở đây thì em bắt đa số là xây 12, 13, 14 cả đó. Thì nếu như mà xây đó thì nó chạy mạnh đó, mạnh nhất theo em thấy thì nó lọt cho tầm từ 3 tháng rưỡi tới 4 tháng nó sẽ về xây được cỡ dưới 15 con. Cái quy trình nuôi của mình đối với con tôm 79 này nó có khó không? Em thấy nó cũng đơn giản lắm anh. Nói chung là em nghĩ chắc nông dân ai làm cũng được. Nó không có khó gì hết. Tại vì cái chuẩn của giống 79 thì em thấy nó nhanh lớn, đạt đầu con mà. Thì nó dễ rồi. Nhưng mà ví dụ như em á, thì em nuôi cái dạng như quảng canh kia bằng quảng nôm na, quảng canh cải tiến đó. Nên là em, nhưng mà em dựa vô cái nguồn thiên nhiên nhiều nên là em ít tốn kém gì cái mặt kinh tế. Nhiều như em tận dụng như là cái cỏ khô nè, rồi năng lượng nè, em làm thức ăn. Rồi thí dụ như có một số thời điểm á, mình cảm thấy nó có trăn trở gì đó thì mình sẽ dùng một số như là em chắc là men vi sinh.
với cái chín cái thêm một cái nữa là em kết hợp với lại chỗ cái máy chụp á, em kể ta mặt đồng thì em thấy là khi mà em làm cái đó thấy nó hiệu quả hơn cái truyền thống ngày xưa. Anh có thể nói rõ hơn cái cọt cỏ khô đó là mình làm như thế nào không? Thì cái cỏ khô thì em cái cỏ trên trên bờ vuông mình đó anh, bờ vuông vườn mình đó thì có như sậy lứt rồi mắm đồ những cái đó thì nói chung cây cây cỏ trên 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 bờ vuông chỉ có cái cây cây nào nói chung tôm lại là cây nào có cái tinh dầu á, tinh dầu giống như cây tràm biển hay là cây bạch đằng đó là con tôm nó sợ thôi, còn những cái cỏ khác là đều con tôm nó sử dụng được hết. Nên là khi em làm đó anh thấy bây giờ cỏ em nè ha, là em làm như vậy đó, rồi xong là nó khô vậy là em bắt đầu là em sẽ gom lại em đem bỏ đóng xuống dưới mặt đồng là nó quỷ ra rồi cái con tôm nó sẽ ăn được. Thứ hai nữa trong đó nó có sẽ sanh những cái con giống như ốc hay là con trùng đồ này kia là để làm thức ăn cho con tôm á, tại vì khi em để rồi xong cái thời gian nó ngủ sức em để á thấy nó hiệu quả hơn rồi em làm nó tốn kém. Còn một số bà con á thì người ta lại mua gom thì nếu mình không có cỏ được thì mua gom thì nó hơi tốn kém hơn nhưng mà nó chẳng hiệu quả. Còn em thì mình có gì mình tận dụng đấy. Nói chung là cái nguồn cỏ mình là ở trên bờ mình bằng cỏ rồi mình gom lại thôi. Mình cần bó là thành bó không hay là cứ giả đại xuống thôi? Em thì em không có thành bó nhưng mà ví dụ như em gom một đống á. Rồi cái nhiều khi mình lấy mấy cây mình cầm như mấy cây lứt thì cái cây mình tròn tròn đó cho nó đừng có trôi đi thôi. Đúng rồi, đầu đó mấy bữa nó thấm nước vô cái nó chìm xuống tại đó. Rồi lúc đó là con tôm khi đó anh ra gọi đèn á. Con đi vào đèn đó con tôm nó lên nó nhiều lắm. Có nghĩa là nó lên đó nó vừa trú ẩn mà vừa kiếm thức ăn luôn. Kiếm thức ăn. Như năng tượng thì cũng vậy, năng tượng ví dụ như một mùa năng tượng thì cái nó lên nhiều. Lên nhiều thì em sẽ cho nó lên nhiều xong cái đầu em mới đẩy xuống. Đẩy cho nó rủ xuống mà năng tượng thì không gom, đẩy để đại vậy đó. Nghĩa là mình cắt, năng tượng mình cắt gốc. Đúng rồi, tức là cắt gốc đó. Ở đây thì em dùng cái cây đẩy, cái lưỡi đẩy á. Thì cái nó xuống cái đầu nó cũng ủ xuống thì nó cũng cái hiệu quả nó tương tự như là cỏ khô nhưng cũng mà em nghĩ là năng tượng là hiệu quả hơn cỏ khô luôn á. Khi mình nuôi về cái size nó lớn rồi nó dài đòn hơn mấy con tôm giống ngang nhiều lắm không? Dạ nó dài đòn hơn khoảng một lóng con tôm với lại nó nặng ký lắm anh. Nếu mà nhìn cái con tôm mà hai con tôm nó na ná với nhau á thì nó sẽ dài hơn, em thấy nó nặng hơn nhiều lắm á. Nhiều khi thấy nó mình nói chừng có 13, 14 con ký nhưng thực chất lên căng lên là nó có 11, 12 con. Ủa nó đèo nó cắn ngoài không? Mình vô nó ngoài cắn. Ủa này mình không có cầm cái cây sào có đuôi hả? Có đuôi anh nhưng mà em cầm thấp ở dưới. Nó lên cầm thấp dưới nhìn mình nhìn không thấy. Ồ. Nhìn nè. Này nó cũng xuống kém dữ rồi, nó chạy hơi ít rồi. Này 4. Nó chạy mạnh ngay bữa khoảng 29 30 1 2 á. Mấy bữa đó nó chạy mạnh. Đúng rồi. Cứ ngồi đại gì đi cái em tới đó anh không muốn nhặt bơi qua luôn mày thiết kế mấy cống có đo rồi chứ nên là xuống qua được.
qua tôm con bự bự. Bắt con cua ra để nó kẹp mấy con tôm này. Tôm này con mấy chục ngàn lắm. Bữa nay nó căng còn được 280 con, đếm lên con 10.000 đó. Size này là 280 anh? À, không, 280 là nó tính từ 20 con á. Còn cái tôm này nó tới 340 ký á. Nó nhảy ra bên dách bên kia con à. Trời em sao cực xíu để thay cái nước, nó cái nước nó dơ quá để thay nước, anh thay cái nước nó sạch sẽ. Mấy con này quá trời vậy trời. Đây mấy con đó nó lớn, nó vượt tầm luôn rồi, nó khoảng 7-8 con à. Nó vượt sai rồi đó. Có 8 con. Ôi coi kìa, nó chết luôn rồi. Quá trời ơi. Nè, con mấy con mấy ông này nè. Nè, ba bắt con bự lên coi coi. Ô là mày. Giả mang luôn. Là có 130 gram. Bỏ lên con là biết liền gì. Hai gần 200 gram ông ơi. Con này nó có 5 con luôn. Được ký chưa? Gần ký rồi. 18 à? 800 gram rồi. Nó có 5 con đó. Đó con ký đó. 7 con. Chưa con nữa. Con nữa mới được 1 ký. Con hồi nãy nữa mới được 1 ký. Nó đúng hơn 1 ký luôn chút rồi đó. Này. Nhiều bao nhiêu anh? Dương 1 ký rồi. Dương 1 ký rồi đó, được rồi. Bỏ xuống đếm thôi. 2 4 6 7 con. 7 con. Cái thau này cỡ nhiêu ký anh hả? Thau này chắc hiện tại khoảng cỡ 7 ký, 7 ký. Cỡ này là mình ký nhiêu rồi? Cái này anh đang bán là 350 tới 370 hiện tại là để bây giờ. Hôm qua bán được 370 đó. Xuống kéo là khả năng nó lên giá lên một chút. Không mấy còn hết sức đã. Là đầu nước chỉ uống nước có giá ha. Đúng rồi.